4 năm đã trôi qua và thực sự là đến tận bây giờ thì Kiều Anh vẫn không thể nào quên được cái cảm giác của ngày hôm đó. Hạnh phúc và không thể nào nói thành lời, bởi vì Kiều Anh không thể nghĩ rằng mình lại người đoạt danh hiệu Hoa hậu. Và thực sự là Kiều Anh cảm thấy rất là vinh dự khi mình là một cái người được đại diện cho tất cả các bạn gái của các tỉnh phía Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lần thứ hai cuộc thi đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Và không biết nói gì hơn là xin chúc cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 được thành công rực rỡ. Kiều Anh xin gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh tham dự trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Lời chúc thành công. Mong rằng các em hãy cho mình đủ tự tin, hãy trang bị cho mình những nhiều kiến thức để có thể tỏa sáng hơn nữa trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016.